Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Chào con học sinh thân mến của Việt Sách, cô Hiền rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Ngày hôm nay, trong tiết luyện từ và câu này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một nội dung mới, đó chính là tìm hiểu về từ trái nghĩa. Mời các con mở sách giáo khoa trang 38 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học. Ở trong bài học từ trái nghĩa này thì các con sẽ được hiểu thế nào là từ trái nghĩa và tác dụng của từ trái nghĩa, hiểu được nghĩa của một số cặp từ trái nghĩa này. Ngoài ra các con còn tìm được các từ trái nghĩa trong câu văn và nhờ thế mà chúng mình có thể sử dụng từ trái nghĩa, ví dụ như là tìm từ trái nghĩa này, đặt câu với từ trái nghĩa một cách thành thạo. Để thực hiện được những mục tiêu này, chúng ta sẽ có tiến trình gồm 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, nhận xét. Cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ mà phần nhận xét đưa ra để từ đó rút ra được những nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Sau đó chúng mình sẽ cùng tổng kết lại các đơn vị kiến thức trong phần ghi nhớ. Và cuối cùng, khi đã nắm được kiến thức rồi, cô và các con chúng mình sẽ cùng nhau củng cố và luyện tập trong hoạt động số 3, hoạt động luyện tập. Bây giờ mời con cùng cô bước vào hoạt động số 1, hoạt động nhận xét. Ở trong hoạt động nhận xét này, chúng ta có yêu cầu thứ nhất như sau. So sánh nghĩa của các từ in đậm. Frank de Boer là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ so sánh nghĩa của hai từ phi nghĩa và chính nghĩa. Thế thì bây giờ trước tiên các con hãy giải thích cho cô nghĩa của hai từ phi nghĩa và chính nghĩa trước. Ở đây, phi nghĩa thì có nghĩa là trái với đạo lý. Nó đối lập với từ chính nghĩa. Chính nghĩa có nghĩa là đúng với đạo lý, điều chính đáng và cao cả. Như vậy ở đây các con thấy rằng hai từ phi nghĩa và chính nghĩa nó có ý nghĩa đối lập nhau. Và các con ạ, những từ mà có ý nghĩa đối lập nhau như thế này thì ta gọi chúng đó là từ trái nghĩa. Hay nói cách khác, từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau, như ở đây trong bài tập số 1, đó là từ phi nghĩa và từ chính nghĩa. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với hoạt động số 2. Bài 2, tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ sau và cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta, đó là chết binh còn hơn sống nhục. À, thế thì ở đây chúng mình đã hiểu được thế nào là từ trái nghĩa rồi. Vậy thì bây giờ các con hãy tìm cho cô những từ trái nghĩa trong câu tục ngữ chết binh còn hơn sống nhục. Ở đây chúng ta thấy rằng hai cặp từ trái nghĩa đó chính là chết và sống này, vinh và nhục. Vinh ở đây có nghĩa là vinh quang, được người đời coi trọng. Còn nhục ở đây có nghĩa là bị người đời khinh bỉ. Ở đây chúng ta có hai cặp từ trái nghĩa, chết sống và vinh nhục. Vậy thì tác dụng của việc sử dụng các từ trái nghĩa này đó chính là để làm nổi bật lên cái quan niệm sống của người Việt Nam, đó chính là phải sống đúng đắn này, luôn ngẩng cao đầu, và lối sống như thế sẽ được mọi người yêu mến và kính trọng. Như vậy ở đây chúng ta cũng rút ra được một nhận xét, đó chính là việc dùng từ trái nghĩa thì tạo ra sự tương phản, đúng không? Chết sống, vinh nhục. Nhưng nhờ thế mà từ trái nghĩa đã làm nổi bật được những sự vật, sự việc, hoạt động và trạng thái đối lập nhau. Và ở trong câu tục ngữ này thì chúng ta việc sử dụng cặp từ trái nghĩa chết sống và vinh nhục làm nổi bật lên quan điểm sống của người Việt, đó là phải sống đúng đắn, sống sao cho người đời tôn trọng. Như vậy thì cô và các con chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong phần nhận xét. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ghi nhớ. Ở trong phần ghi nhớ này các con ghi nhớ cho cô hai nội dung lớn.
Nội dung thứ nhất đó chính là từ trái nghĩa là những từ có nghĩa đối lập nhau. Ví dụ cao, thấp này, phải, trái này, ngày, đêm. Hoặc về tâm trạng, tình cảm thì có vui, buồn này. Về thời tiết thì mưa, nắng. Về hành động thì có đứng, ngồi này. À, về cảm xúc thì ta còn có lo lắng, đối lập với thoải mái. Hạnh phúc thì đối lập với bất hạnh. Và tươi trẻ thì đối lập với già cỗi. Thứ hai là việc đặt các câu từ trái nghĩa bên cạnh nhau thì còn có tác dụng, đó là làm nổi bật lên sự vật, sự việc, hoạt động và trạng thái đối lập nhau. Đây là những điều mà các con cần phải ghi nhớ. Vậy bây giờ nắm được thế nào là từ đồng nghĩa rồi, chúng mình sẽ cùng nhau sang phần thứ ba, đó là phần luyện tập. Bài tập đầu tiên: tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ tục ngữ dưới đây. A. Gạn đục khơi trong. B. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. C. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Rất là dễ đúng không nào, chúng ta hiểu được thế nào là từ trái nghĩa rồi. Đó là những từ đối lập nhau về mặt ý nghĩa. Thế thì ở đây câu A, gạn đục khơi trong. Vậy thì ở đây hai từ đối lập nhau, hai từ trái nghĩa nhau đó là đục và trong. Tiếp theo, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. À, ở đây chúng ta có hai vế đối lập bởi từ đen và từ dạng. Dạng ở đây hay có nghĩa là sáng. Ở câu C, anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Ở đây chúng ta có hai cặp từ trái nghĩa, đó là rách với lành này, dở với hay. Ở đây cô sẽ gạch chân một lần nữa những cặp từ trái nghĩa để các con có thể nhìn thấy rõ hơn. Ở trong câu A là đục và trong này, câu B là đen và dạng này, ở câu C là rách lành và dở hay. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài tập số 1. Bài tập số 1 thì khá là đơn giản. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 2. Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ sau. A. Hẹp nhà chấm 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 bụng. B. Xấu người chấm 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 nét. D. Trên kính chấm 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 nhường. Vậy thì ở đây những từ để có thể hoàn thành được những thành ngữ này thì chúng mình sẽ phải tìm những từ trái nghĩa với các từ in đậm. Ở câu A thì trái nghĩa với hẹp thì chúng ta sẽ có rộng, và chúng mình sẽ hoàn thành được câu này sẽ là hẹp nhà rộng bụng. Tiếp theo ở câu B, đối lập với xấu thì chắc chắn sẽ là đẹp rồi đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là xấu người đẹp nét. Câu C, đối lập với trên thì chắc chắn là dưới. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ hoàn thành được là trên kính dưới nhường. Như vậy bây giờ mời các con đọc lại cho cô ba thành ngữ sau: hẹp nhà rộng bụng, xấu người đẹp nét, trên kính dưới nhường. Chúng mình đã vừa cùng nhau hoàn thành bài tập số 2. Tiếp theo đến với bài tập số 3. Bài tập số 3, tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: A. Hòa bình, B. Thương yêu, C. Đoàn kết và D. Giữ gìn. Vậy ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như thế nào? Thì trước tiên cô yêu cầu các con chúng mình tự tìm cho cô những từ trái nghĩa với 4 từ này, rồi sau đó các con sẽ quay lại để đối chiếu kết quả cùng với cô. Nào, bây giờ chúng ta cùng chữa bài với cô này. Từ hòa bình, thế thì trái nghĩa với hòa bình thì chúng mình sẽ có gì nhỉ? À, trái nghĩa với hòa bình thì chắc chắn chúng mình sẽ có chiến tranh này. Ngoài chiến tranh chúng mình còn có từ nào trái nghĩa với từ hòa bình? À, còn có xung đột. Tiếp theo, thương yêu, thế thì trái nghĩa với thương yêu sẽ là gì nhỉ? À, sẽ là căm ghét, sẽ là ghét bỏ, là thù ghét, là hận thù. Trái nghĩa với thương yêu chúng ta có những từ sau: ta có căm ghét, ghét bỏ. Có gì nữa nào? Có thù ghét,
xá, hận thù. Đó là những từ trái nghĩa với từ thương yêu. Tiếp theo, trái nghĩa với đoàn kết. Đoàn kết là chung lòng, chung sức. Thế thì trái nghĩa với đoàn kết sẽ là chia sẻ, là bè phái, là xung đột. Như vậy trái nghĩa với đoàn kết ta có những từ chia rẽ, ta có bè phái, ta có xung khắc. Tiếp theo, cuối cùng, giữ gìn. Trái nghĩa với giữ gìn thì ta có gì nhỉ? À, trái nghĩa với giữ gìn thì chúng mình sẽ có phá hoại này. Gì nữa nhỉ? Có phá hủy này. Có gì nữa nào? Có tàn phá. Như vậy trên đây là những từ trái nghĩa với các từ hòa bình, thương yêu, đoàn kết và giữ gìn. Các con chúng mình có thể tham khảo những từ mà cô đã giới thiệu ở đây cho các con. Nếu chúng mình còn tìm được ít hoặc bạn nào chưa tìm được thì các con hãy tham khảo và bổ sung vào trong bài làm của mình. Tiếp theo, ở câu 4, đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Trước tiên thì mời các con chúng ta tự suy nghĩ, tự đặt câu trước, sau đó thì quay trở lại đây để kiểm tra kết quả lại cùng với cô. Ở đây trong bài tập 4, cô đưa ra một số ví dụ như sau. Mọi người đều yêu thích hòa bình và căm ghét chiến tranh. Ở đây cô đã sử dụng một cặp, tận hai cặp từ trái nghĩa chứ không phải là một. Ở đây cô đã sử dụng cặp từ trái nghĩa này, hòa bình và chiến tranh. Ngoài hai cặp từ này, cô còn dùng yêu thích và căm ghét. Tiếp theo, chúng ta nên yêu thương nhau, không nên thù ghét bất cứ ai. Đó là ví dụ số 2. Và ở đây cô dùng cặp từ trái nghĩa yêu thương và thù ghét. Tiếp theo, cô có ví dụ số 3 như sau. Chúng ta phải biết giữ gìn độc lập và chống các thế lực phá hoại đất nước. Ở đây, cô đã sử dụng cặp từ giữ gìn và phá hoại. Đây là ví dụ để các con tham khảo trong bài tập 4. Như vậy, vừa rồi thì cô và các con chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong 4 bài tập ở trong sách giáo khoa. Và cô tin rằng với 4 bài tập này thì các con đã có thể khắc sâu hơn cho mình kiến thức về từ trái nghĩa, thế nào là từ trái nghĩa và tác dụng của từ trái nghĩa rồi, đúng không nào? Ngày hôm nay tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.